Câu lạc bộ Viettel vừa có thắng lợi đậm đà trước câu lạc bộ Young Elephants ngay trong trận mở màn. Chiến thắng này đánh dấu màn trình diễn chói sáng của ngoại binh Pedro Paulo với cú hat-trick. Cùng với đó, thành viên của đội tuyển U23 Việt Nam là Nhâm Mạnh Dũng cũng đóng góp một bàn thắng trong thắng lợi 5-1 trước đại diện của bóng đá Lào. Với chiến thắng này, các học trò của huấn luyện viên BG1 tạm thời đứng đầu bằng Y với hiệu số cao nhất và đội bóng áo lính sẽ có cơ hội gia tăng cách biệt hơn nữa trong bảng đấu này khi ở vòng đấu tiếp theo họ cũng sẽ chỉ gặp một đội bóng không được đánh giá cao là Phnom Penh Crown. Là nhà vô địch của giải vô địch quốc gia Campuchia năm 2002, Phnom Penh Crown cũng sở hữu nhiều ngoại binh khá chất lượng. Ở trận đấu đầu tiên gặp Ho United, dù có khởi đầu tốt, nhưng đội bóng của huấn luyện viên Oleg Staritsky đã không bảo vệ được thành quả sau 90 phút thi đấu khi để thua với tỷ số là 3-4. Ngoại trừ trung vệ Tiến Dũng đang điều trị chấn thương, Viettel có đầy đủ lực lượng mạnh nhất trong đội hình với các tuyển thủ quốc gia như là Hoàng Đức, Thanh Bình, Mạnh Dũng và Danh Trung. Ngoài ra bốn ngoại binh là Paulo, Magno, Kaike và Zaha cũng đã sẵn sàng ra quân. Trong khi đó Phnom Penh Crown sở hữu năm ngoại binh, trong đó có hai ngoại binh người Nhật Bản, một người Colombia, một người Afghanistan và một người Ukraina. Đó là hậu vệ Takaki Ose, tiền vệ Yudai Ogawa và Andres Nieto, tiền đạo Valery Ristin, Faris Sadat. Đội cũng có nhiều tuyển thủ Campuchia như là Limpisot, Chau -chan chat On Chanpolin hay Yue Safi. Viettel và Phnom Penh Crown chưa từng đối đầu với nhau ở một giải đấu chính thức nào. Dù vậy, đại diện của V-League được đánh giá cao hơn đối thủ về chuyên môn, chất lượng đội hình và kinh nghiệm thi đấu ở các giải đấu trong hệ thống của AFC. Về phong độ, câu lạc bộ Viettel đã trải qua tới 5 trận không thắng tại Cúp tứ hùng ở Hải Phòng diễn ra hồi đầu tháng. Tuy nhiên, với tính chất chỉ là một giải đấu giao hữu, nên những trận đấu đó cũng không hẳn đã đánh giá chính xác được thực lực của đội bóng áo lính. Bằng chứng là Viettel đã có trận mở màn AFC Cup với thắng lợi 5-1 trước Young Elephant để dẫn đầu bảng Y trong khi đó Phnom Penh Crown cũng chỉ mất điểm ở trận đấu gần nhất trước hầu Cang United ở giải quốc nội. Đội bóng này đã thể hiện phong độ rất tốt để lên ngôi vô địch. Trong 5 trận đấu gần nhất, đội bóng này ghi 11 bàn thắng và thủng lưới 7 bàn. Ở trận này thì Viettel sẽ chấp Phnom Penh Crown một hòa. Viettel được đánh giá cao hơn so với đối thủ nhờ lợi thế sân nhà, chất lượng nhân sự và kinh nghiệm thi đấu ở các giải đấu quốc tế. Việc cả hai đội chưa từng gặp nhau trong quá khứ cũng khiến cho cục diện trận đấu sẽ khó đoán hơn, nhưng dù sao người chơi có thể lựa chọn đội chủ nhà để đặt niềm tin trong trận đấu này. Tỷ lệ tài xỉu của trận này là 2-1/2. Cả hai đội đều có trận mở màn với rất nhiều bàn thắng được ghi, nhưng dù sao trình độ của cả hai là khá chênh lệch nên có thể Phnom Penh Crown sẽ lựa chọn một đội hình phòng ngự số đông để giảm thiểu số bàn thua. Rất có khả năng trận đấu sẽ khép lại với một kết quả không quá chênh lệch. Và dự đoán của thể thao văn hóa, câu lạc bộ Viettel vượt qua Phnom Penh Crown với tỷ số 2-0.